Xem thử những cái mà sai phạm cơ bản, ví dụ như là nó có bị đi từ kho này sang kho khác hay là đi trực tiếp không. Thì ở đây á, nó có một số cái lỗi sai mà chỉ mình chưa tìm, mình đã nhìn thấy được nha. Đầu tiên á là cái chỗ này nè, nó đi trực tiếp từ một tác nhân đến kho thì cái chỗ này là sai nha mọi người, mình không thể để như vậy được, là chúng ta phải bỏ chỗ này. Rồi thứ hai đó là ở cái chỗ biện pháp đào tạo và quản lý á, thì hai cái đó nó không thể nào đi trực tiếp qua nhau như vậy, mà nó bắt buộc phải đi qua một quá trình hoặc một chức năng khác. Nếu như mà nó đi trực tiếp qua nhau như vậy thì nó bị sai. Ngoài ra nếu mà mọi người để ý á, thì cái cục hình tròn này nè, cái chỗ đánh giá nó không có tác nhân ra, nó không có dòng dữ liệu đi ra, tức là nó chỉ có vào thôi, mà nếu mà chỉ có vào không á thì nó cũng sai luôn. Cho nên cái bài này về cơ bản thì nó sẽ có 4 điểm sai như vậy. Còn nếu như mà mọi người cảm thấy là về nội dung á, nó không chính xác á, thì mọi người có thể sửa sau, nhưng mà về cơ bản thì chúng ta phải chỉ ra được những cái lỗi sai về kiểu như vật lý. Mình phải thấy những cái sai phạm về mặt cơ bản đó trước. Có ai có hỏi gì chỗ này không? Nếu không thì Nguyên đi qua phần để sửa lại cái này luôn nha. Thì đây là cái sơ đồ mà Nguyên đã sửa lại sau khi làm cái sơ đồ lúc nãy. Thì mọi người có thể thấy á, là cái chỗ bộ phận đào tạo mình, nếu mà mình muốn báo cáo cho bộ phận quản lý thì chúng ta phải bắt buộc đi qua một cái chức năng. Bộ phận đào tạo sẽ gửi báo cáo về cho cái chức năng đó là báo cáo. Sau đó báo cáo nó sẽ gửi hồ sơ báo cáo. Nó sẽ gửi cái báo cáo đó lưu lại trong hồ sơ báo cáo. Và sau đó cái chức năng báo cáo này nè, nó sẽ nhận lại cái hồ sơ báo cáo từ cái kho này để nó báo cáo lại cho bên quản lý. Vậy thì mình đã sửa được cái mà lúc nãy nó đi trực tiếp từ kho sang từ tác nhân sang kho, và cái bị sai số 3 lúc nãy mọi người là cái mà có vào mà không có ra. Tiếp theo đó là hai cái phần mà nó đi trực tiếp từ bộ phận đào tạo qua bộ phận quản lý á, thì bây giờ mình sẽ cho nó đi qua cái bộ phận báo cáo này và bộ phận quản lý, vậy thì nó sẽ không có bị cái giống như bị sai giống như lúc nãy nữa. Ngoài ra thì ở đây á, mình có cho thêm một cái đó là đánh giá, tại vì cái bộ phận quản lý này nó yêu cầu phải có được một cái kết quả đánh giá, mà cái kết quả đánh giá này thì chúng ta sẽ nhận nó ở trong cái phần chức năng đánh giá. Thì mình sẽ kéo từ cái chức năng đánh giá này qua bộ phận quản lý, cái chỗ song song à, cái chỗ song song đó, nó là cái kho đó. Cái kho dữ liệu đó là một cái chỗ giống như là cái tủ để cho mình cất cất dữ liệu vô á. Thì ở đây cái kho là nó để khỏi cái chỗ lúc nãy nó sai hay là cái chỗ bây giờ muốn sửa lại. À, cái chỗ song song lúc nãy á, Nguyên có kêu là ở trong các trường hợp sai phạm á, là chúng ta sẽ không được để trực tiếp. Đâu rồi ta? Đây nè, nó không được để trực tiếp cái kiểu mà đi từ một tác nhân đến kho hoặc là ngược lại. Nó bắt buộc, ý là bây giờ mọi người nhớ là muốn từ kho mà đến tới cái hình
hình chữ nhật này hoặc là từ hình chữ nhật này qua hình chữ nhật kia thì bắt buộc nó phải đi qua một cái hình tròn. Cái hình tròn nó giống như cái kiểu cái cầu nối á, nếu như mà nó không đi qua đó thì nó sẽ không qua được á. Nếu mà mình đi cái kiểu này thì người ta sẽ gọi mình là đi kiểu ăn cướp á, thì chỗ đó bị sai. Được chưa đẹp? Mọi người đọc cái sơ đồ mà nguyên sửa này mọi người hiểu không? Vậy nên mặc định là một người hiểu luôn qua bài bài bình thường luôn nha mọi người. Nên bạn biết thôi, tại vì đằng nào nó cũng có sẵn ở trên đó hoặc là đã kiểm tra kết quả rồi. Nhưng mà tôi Nguyên lấy bài này để sửa lại một cái từ đầu tới cuối luôn. Vậy thì khi mà vẽ cái sơ đồ DFD á để mô tả của công việc trung tâm thì việc đầu tiên mình cần làm á là mình sẽ xác định thử xem là cái công việc mình làm á nó sẽ gồm những cái công việc gì. Thì ở đây á nó lỡ đánh dấu trước rồi thì mình đánh dấu lại nha. Đầu tiên á là làm thẻ, đây là một cái chức năng của nó. Thứ hai đó là cho thuê băng đĩa. Thứ ba là trả băng đĩa. Thứ tư là báo cáo. Và cuối cùng nó là gửi thư khuyến mãi. Khi mà mọi người xác định được những cái chức năng, những cái công việc ở trong cái bài tập đó xong á như vậy thì mọi người sẽ vẽ được sơ đồ DFD bằng cách là mỗi cái này á nó sẽ là một nhánh ở trong cái DFD đó. Cái DFD nó rất là đơn giản luôn á. Không, tôi bấm lộn. Vậy thì mình sẽ vẽ thử cái sơ đồ BFD cho mọi người nha. Cái công việc của mình ở đây là thì của mình tổng là quản lý thuê văn nghỉ. Các cái công việc phụ của nó thì
sẽ có nè. Lúc nãy mình đếm là có 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái công việc. Thì ở đây mình sẽ để 5 cái ô ở dưới nha. Có đọc được không? Mình có 5 công việc thì mình sẽ để 5 cái ô như vậy và viết lần lượt những cái công việc mà mình đã in đọc ở trên này. Chỗ này mọi người có thể ghi là cắt kẻ thuê hoặc là làm thẻ cũng được. Nhớ là những cái ở dưới này nó là động từ nha mọi người. Sau đó là nhận trễ. Nhớ là khi mà mình làm á thì mình sẽ đứng trên góc độ của một 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 tổ chức thôi nha mọi người, cho nên ví dụ như ở trên này thì nó ghi là khách hàng đến trả băng đĩa thì mình sẽ mặc định hiểu là mình sẽ là người nhận những cái băng đĩa đó trả lại, thì ở đây mọi người sẽ ghi là nhận nhận trả băng đĩa nha, chứ không phải là trả băng đĩa. Nếu mà trả băng đĩa thì nó sẽ bị sai nghĩa mọi người. Nó bị mất dấu đi. Ở đây là họ sẽ phải báo cáo lên trên, đây cũng là một công việc. Cuối cùng đó là mình sẽ phải gửi thư khuyến mãi tới khách hàng. Đó, mọi người gửi những cái mũi tên à, không phải tên mọi người sẽ hơi ngu ngốc này. Nói chung nó là như vậy đó. Mấy
hơi lát tôi share cái hình đó cho mọi người luôn nha. Mai mốt môn này lớp mình sẽ viết tay nha mọi người, viết tay lên giấy A4, hình thức nộp bài là viết tay lên giấy A4 sau đó chụp lại để gửi cho thầy, cho nên không có cần phải tập chỉ trên máy đâu, chứ mình chỉ trên máy thì lâu lắm. Sau khi mà xác định được các cái để làm ra sơ đồ BFD. Vậy thì bây giờ mình sẽ vẽ sơ đồ ngữ cảnh. Sơ đồ ngữ cảnh á, thì đặc điểm của sơ đồ ngữ cảnh là nó sẽ chỉ có một hình tròn duy nhất thôi, và ở trong sơ đồ ngữ cảnh sẽ không có kho. Cho nên mà nếu mà mọi người vẽ cái sơ đồ ngữ cảnh ở trong cái phần có cái gì vẽ kho ở trong sơ đồ ngữ cảnh là sai nha. Với lại là chúng ta sẽ phải xác nhận được hai cái tác nhân bên ngoài của chúng ta là gì. Thì ở đây á, tác nhân bên ngoài của mình là khách hàng. Các cái tác nhân này thì chúng ta có thể vẽ lặp đi lặp lại được nha mọi người. Chỉ cần là cái phần này nè, cái có đúng một hình tròn ở giữa thôi là được. Vậy thì trong đề á, nó là đầu tiên là khách hàng phải làm thủ tục để được cấp thẻ thuê. Thì bộ phận làm thẻ sẽ nhận được thông tin do khách hàng cấp. Vậy thì cái thứ đầu tiên mà khách hàng đưa cho chúng ta đó là thông tin khách hàng, và cái mà khách hàng nhận lại được đó là một cái thẻ thuê. Chính vì vậy á, mà mình có cái ý đầu tiên đó là khách hàng đưa vào cho cái bộ phận quản lý bán cái chức năng quản lý thuê văn bỉa này một cái thông tin khách hàng, sau đó họ sẽ nhận lại được thẻ thuê ở bên này nè mọi người. Tiếp theo á, là về cái đến công việc tiếp theo đó là mỗi lần đến thuê văn bỉa thì sẽ trình thẻ thuê, thì khách hàng sẽ gửi cho chúng ta nhận lại đó là thẻ thuê đúng không, và yêu cầu của khách hàng nữa. Vậy thì mọi người có thể chia làm hai mũi tên, một cái mũi tên đó là thẻ thuê, cái thứ hai đó là yêu cầu. Và hai cái này thì nó sẽ ra một cái đó là mình sẽ cho thuê văn bỉa đúng không? Mình sẽ cho thuê và khách hàng sẽ nhận được hóa đơn từ cái việc này. Tiếp theo đó là họ sẽ tương tự, họ sẽ đưa ra một cái yêu cầu trả, thì mình cũng sẽ trả lại cho họ hóa đơn thôi. Khi mà khách hàng gửi cho mình hóa đơn thanh toán á, thì giống như kiểu mình sẽ gửi lại cho họ. Đây. Thật ra là Nguyên không thấy cái này hợp lý lắm. Tại vì cái này dù là đáp án nhưng mà nó sẽ có nhiều cách để vẽ tùy theo cách mà mọi người định hướng nó. Chứ nó không nhất thiết phải vẽ theo cùng một kiểu. Chủ yếu là ở cái phần báo cáo này nè. Thì cái bộ phận quản lý cho thuê văn bỉa này nó sẽ đưa một cái báo cáo nhỏ tới bộ phận quản lý. Còn bộ phận quản lý thuê văn bỉa nó sẽ đưa một cái thư khuyến mãi về khách hàng. Thì ở cái sơ đồ ngữ cảnh này á, mình không cần phải xác định là ví dụ như là cái vào đó thì nó sẽ ra được cái gì, mà mình chỉ cần xác định những cái vào và những cái ra thôi. Tức là nó không có cần thứ tự logic cho mọi người. Tại vì mình chỉ có một cái hình tròn ở giữa thôi.
cái sơ đồ này chỉ để cho mình nhìn thấy sơ sơ chứ không không cụ thể. Còn nếu mà muốn cụ thể thì mình sẽ phải đi qua sơ đồ đế để mất không, và cái này là cái phần quan trọng nhất nè. Nhưng mà khi mà vẽ sơ đồ ngữ ngữ cảnh á thì phải nhớ là có bao nhiêu cái và những cái mũi tên vào và những cái mũi tên ra này mọi người. Những cái mũi tên vào và mũi tên ra nó phải bằng với cái số mũi tên vào và số mũi tên ra ở đế d mất không nha. Còn cụ thể thì mình sẽ ghi hướng dẫn ở đây đây nha mọi người. Lúc nãy á ở cái sơ đồ ngữ cảnh mình sẽ chỉ có một hình tròn thôi, còn ở sơ đồ đế d mất không tức là mình sẽ phân rẽ cái hình tròn đó thành nhiều hình tròn nhỏ. Thì đầu tiên á cái nếu mà mọi người để ý á, thì cái số hình tròn nhỏ này nè thông thường nó sẽ bằng cái số cái ô hình chữ nhật mà lúc nãy mọi người vẽ ở trong sơ đồ BFD á, đó là 5 cái. Lúc nãy mình vẽ ở trong sơ đồ BFD có 5 cái, đó là cấp thẻ thuê, cho thuê băng đĩa, nhận trả băng đĩa, tạo báo cáo và gửi thư khuyến mãi á. Thì ở đây nó cũng sẽ tương tự như vậy, nó sẽ có 5 cái hình tròn tương ứng với 5 công việc mình sẽ thực hiện ở trong BFD. Và các cái tác nhân á, mọi người nhớ là ở nó sẽ khác với cái sơ đồ ngữ cảnh, đó là mình phân rẽ cái hình tròn ra nhưng mà các cái tác nhân của mình thì vẫn sẽ chỉ có chừng đó thôi nha. Lúc này ở bên kia mình vẽ có bao nhiêu tác nhân thì bên này cũng sẽ chỉ có chừng đó tác nhân thôi, nhưng mà nó sẽ có thêm kho nữa. Vậy thì cái ý đầu tiên lúc nãy á là chúng ta sẽ nhận thông tin khách hàng, và cái thông tin khách hàng này nó sẽ đi đến cái quá trình cấp thẻ cho thuê. Thì qua cái quá trình này mình sẽ phải xác định được cái mà đưa lại cho khách hàng, đó là cái thẻ thuê. Và ở trong đề thì người ta có đề cập tới đó là sau mỗi lần thông tin về việc cấp thẻ sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Vậy thì tức là ở đây chúng ta sẽ có một cái kho tên là cơ sở dữ liệu nghiệp vụ. Thì chúng ta sẽ đưa thông tin vào đó, và nhớ là cái khúc này nè, cái đoạn mà khách hàng đưa thông tin á thì mình là người cấp thẻ thuê thôi, cho nên thông tin nó chỉ đi vào chứ nó không đi ra. Cho nên mọi người viết cái vẽ cái mũi tên từ chỗ cái hình tròn xuống cái kho thôi chứ không bị ngược lại hoặc là bị hai chiều nha. Tiếp theo đó là tới cái yêu cầu thuê, thì nó sẽ đi qua một cái chức năng, qua một cái chức năng thứ hai đó là cho thuê băng đĩa. Vậy thì ở đây á theo cái đề của chúng ta là bộ phận cho thuê sẽ xử lý đáp ứng nhu cầu thuê của khách hàng dựa trên thông tin tra cứu từ cơ sở nghiệp vụ của trung tâm. Vậy tức là cái bộ phận thuê này nó sẽ lấy thông tin từ cái phí của cái kho, sau đó thì là cái chiều đi vô á mọi người, chiều đi vô từ cái kho nghiệp vụ đi qua cái hình tròn á, đó là chiều đi vô của thông tin, tức là người ta sẽ lấy thông tin từ cơ sở nghiệp vụ. Sau đó cái yêu cầu cho thuê này nó lại được ghi ngược lại vào trong cái cơ sở nghiệp vụ, tức là sau khi mà họ yêu cầu thuê xong thì cái dữ liệu này nó sẽ được lưu lại vào trong kho đó, cho nên mình sẽ có thêm một chiều nữa. Vì vậy chỗ này nó là mũi tên hai chiều, và khách hàng sẽ nhận được cái hóa đơn. Tiếp theo ở cái chỗ này nè, khi mà họ đưa vào một cái phiếu thanh toán cho cái bên cho thuê băng đĩa thì họ cũng sẽ nhận lại được cái hóa đơn luôn, mà hai cái trùng nhau thì mình không cần vẽ lại. Rồi khi mà họ đưa cái yêu cầu trả cho cái bên nhận trả băng đĩa thì ở đây này mọi người có thấy là hai cái kho này nó y chang nhau không? Nhưng mà mình không có cần phải nối cái mũi tên lên lại cái kho cũ, mà mình có thể vẽ lại nó thêm một lần nữa cũng được. Tại vì nếu mà vẽ lên thì nó sẽ, nhiều khi nó sẽ rất là rối á. Tương tự như cái ở phần cho thuê băng đĩa thì cái phần
cho nhận nhận trả bằng điện này nó cũng như vậy luôn, thì nó sẽ lấy thông tin từ kho ra để xét duyệt cái yêu cầu trả, sau đó nó sẽ gửi thông tin ngược lại cho cái cơ sở dữ liệu nghiệp vụ này để lưu vào trong đó. Và khi mà ở cái thông tin khi mà họ muốn gửi một cái báo cáo á, thì có phải là họ sẽ phải lấy cái thông tin thuê trả này từ cái kho này ra thì họ mới làm được báo cáo không? Cho nên là cái dữ liệu từ cái kho này nó sẽ đi đến một cái chất quá trình thứ tư, đó là quá trình tạo báo cáo. Và cái báo cáo này sau khi qua quá trình đó thì nó sẽ được đưa tới bộ phận quản lý. Đồng thời á là cái từ cái kho này nè, mọi người sẽ gửi một cái, nói chung là nếu mà muốn gửi thư khuyến mãi thì mình sẽ phải biết là cái khách hàng nào của mình nhận được để nhận được thư khuyến mãi, hoặc là ai là khách hàng của mình á. Vậy thì khi đó mọi người sẽ tiếp tục lấy nội dung thông tin từ trong cơ sở dữ liệu nghiệp vụ ra, sau đó gửi thư khuyến mãi lại cho khách hàng. Thì đó là cái sơ đồ D D mất không. Vậy thì ở đây mọi người đếm nè, từ khách hàng ra nó sẽ có bốn cái mũi tên đi ra đúng không? Còn đi vào chúng ta sẽ đếm dựa trên tác nhân thôi nha mọi người, không đếm các cái mũi tên đi qua kho hoặc là đi qua cái hình tròn, mà chỉ đếm các mũi tên tới tác nhân thôi. Thì sẽ có bốn mũi tên đi ra, và ở cả ba cái tác nhân cuối cộng lại thì sẽ có bốn cái mũi tên đi vào. Vậy thì nó sẽ thỏa mãn với cái điều kiện ban nãy của mình khi mà mình vẽ cái sơ đồ ngữ cảnh, đó là có bốn mũi tên đi ra và bốn mũi tên đi vào. Nếu như mà mọi người vẽ mà kiểu sơ đồ ngữ cảnh mà nó nhiều mũi tên đi, ấy là cái số mũi tên nó bị nhiều hơn á, thì là bài của mọi người bị sai rồi. Thì mình sẽ phải xem xét xóa bớt hoặc là viết thêm cho một trong hai cái sơ đồ này nha mọi người. Thì phần thi hệ thống thông tin quản lý thì mình thấy nó chỉ có những bài như vậy thôi. Một bài là mọi người sẽ nhận xét về một cái sơ đồ DFD, hoặc là thầy sẽ cho một cái bài giống như lúc nãy á để mình vẽ cái sơ đồ, ba cái sơ đồ ra, hoặc là nói chung là mình sẽ sửa lại thôi. Còn cái câu cuối cùng á, bài lúc nào cũng là sẽ vẽ một cái sơ, ba cái sơ đồ, nhưng mà là các bạn tự nghĩ ra để vẽ. Thầy có thể sẽ không đưa ra một cái đề dài như lúc nãy đâu, mà sẽ chỉ đưa ra một câu là ví dụ các bạn hãy vẽ một cái sơ đồ DFD cho cái quá trình gửi phản ánh phàn nàn của khách hàng thôi. Thì chúng ta sẽ phải tự, mình sẽ làm nhiều hơn lúc nãy giờ, mình làm một bước nữa, đó là mình sẽ viết lại cái đề của lúc nãy luôn. Thì có một cái phần lưu ý trong cái này là mọi người viết càng đơn giản càng tốt, miễn là không sai về mặt cấu trúc là được. Còn nội dung ví dụ như là bài đó được 5 điểm thì nếu mà mọi người vẽ ba cái sơ đồ đúng cấu trúc á, mọi người đã được khoảng cỡ 3 điểm rồi, chứ đừng cố gắng vẽ cho nó dài ra, viết cho nó nhiều, nó phức tạp nhưng mà cuối cùng lại không phân rã được, hoặc là phân rã bị sai á, thì mình sẽ bị trừ điểm. Tốt nhất là vẽ ngắn ngắn nhưng mà đúng hết là được. Còn ai hỏi gì nữa không? Làm bài gần gần giống nhau thôi, nhưng mà tốt nhất là mình nên sửa cái gì đó cho nhìn nó khác khác một chút, chứ nếu mà cả tác nhân với cả quá trình của mình đều giống y chang nhau đó, thì thầy sẽ dễ trừ điểm hơn á. Còn mọi người có thể tham khảo những cái bài thực hành của các nhóm để có nhiều hơn về các cái công việc, hoặc là các cái quá trình hoàn thành công việc để làm bài cho dễ hơn. Cảm ơn mọi người.